sẽ tùy vào cái thiết kế của khách. Nếu mà khách lấy theo cái thiết kế có sẵn của bên em thì thời gian sản xuất rất là nhanh, khoảng tầm từ 20 đến 30 ngày. Khách muốn sản xuất theo cái yêu cầu của họ về kỹ thuật, về hình in các thứ thì thời gian nó sẽ nhanh hơn, tại vì sẽ mất cái thời gian mà kiểu duyệt trên mẫu sản xuất đi ạ. Thì bên em có thể có phòng thiết kế để support cho khách cái phần đấy luôn.